Dạ vâng, sau phụ kiện PSP Tú Anh lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê lại quay trở lại kênh nhé. Tiếp tục ngày hôm nay lại lên cho anh em một khẩu FXQ 3 lỗ cấu hình cao. Cái này thì lắp ráp gửi xe trả hàng cho anh khách người Tiền Giang. Thì mẫu này thì đợt này em bán rất triệt chạy không nhá, bán cho rất nhiều anh em cái mẫu FXQ 3 lỗ này. Bởi vì cái phân khúc giá tiền của nó ở phân khúc tầm trung và có thể cho anh em săn mồi được cự ly xa. Thì đối với cấu hình này thì em bạn vẫn bao cho anh em chơi được cự ly đó là 100m chuẩn tâm. Và ngoài 100m anh em có thể là săn cò, săn thú to hơn một chút các bác nhé. Đấy. Còn cứ 100m thì anh em có thể đem những con mồi ví dụ như bằng nắp chai C2 hoặc bằng cái băng đạn đây. Đấy. Nó sẽ đường đạn chuẩn tâm của nó sẽ bằng cái băng đạn này để cho anh em săn mồi các bác nhé. Thì giá này của cây này thì em báo giá công khai ở đầu video luôn. Thì tất cả sản phẩm của bên shop thì em đều báo giá công khai để cho anh em có thể là dễ dàng tham khảo và lựa chọn. Và cây này thì cũng như vậy, thì 9.500.000 thì anh em sẽ sở hữu cho mình một khẩu FXQ 3 lỗ như thế này, bao gồm là cho anh em đó là một cân đạn chì và tặng kèm cho anh em đó là một chiếc bơm đồng hồ to, lọc ẩm to để cho anh em về bơm nhé. Thì về phần cái bơm này sẽ là bơm FB, đấy, bơm FB đồng hồ to, ẩm to, bơm của nó sẽ là 400 mpa, tương đương với cho anh em bơm có thể là được 300 kg hơi về bình. Đấy, thì khi mà anh em bơm được 300 kg hơi về bình thì anh em sẽ bắn được khoảng là 50 đến 60, thì sẽ bao gồm khoảng là 5 băng đạn như này cho anh em đi săn các bác nhé. Đấy, thì tặng kèm cho anh em một chiếc bơm đầy đủ cho anh em, hỗ trợ anh em đổ nước làm mát và bơm cho anh em để anh em bơm có thể là nhẹ nhàng hơn các bác nhé. Đấy. Thì về hình thức vận chuyển thì sẽ là lắp ráp gửi xe nguyên cây cấm nhé. Thì bên em sẽ là lắp ráp rồi test chuẩn tâm gửi xe cho anh em, anh em nhận hàng rồi thanh toán tiền qua nhà xe. Và giá ở đây sẽ chưa bao gồm phí cước. Anh em mua hàng thì sẽ phải hỗ trợ thêm tiền cước xe, tiền phí vận chuyển. Miền Bắc thì anh em hỗ trợ giúp em là 300-400 ngàn tùy theo khu vực. Còn anh em ở miền Nam, nghĩa là từ Nghệ An, Hà Tĩnh hết vào thì em sẽ gửi từ Hà Nội vào nhé, thì anh em sẽ hỗ trợ khoảng là 500-700 ngàn. Đấy, em cộng thêm nhé 9.500.000 thì anh em cứ liên lạc cho em qua số điện thoại này, thì anh em ở chỗ địa điểm nào, vị trí nào thì em sẽ báo phí cước xe ở vị trí. Vậy em thuận tuyến đường quốc lộ 1A hoặc quốc lộ lớn thì 500, còn anh em nào mà ở xa gửi về huyện thì hỗ trợ là 700, tiền phí vận chuyển thì bên em sẽ gửi luôn hàng cho anh em. Thì anh em mua hàng thì không yêu cầu anh em phải cọc trước, không yêu cầu anh em phải chuyển khoản nhé, chuyển khoản 100% hay chuyển khoản một lửa, thì anh em chỉ cần cọc trước tiền trách nhiệm hỗ trợ cước xe để tránh tình trạng nó bom hàng. Thì nói luôn với những cái thành phần nào không muốn cọc tiền trách nhiệm mà muốn mua hàng nhé, thì anh em cứ tìm hiểu tham khảo xem video cho vui, khi nào cảm thấy bên em uy tín chất lượng thì cọc tiền trách nhiệm 300-500, còn đâu số tiền còn lại anh em nhận hàng rồi kiểm tra hàng rồi thanh toán. Còn tất cả sản phẩm mà anh em đặt hàng về cấu hình, em muốn đặt cấu hình như thế nào thì bên em đều lắp ráp quay video bơm sẵn cho anh em đầy bình hơi đây. Đấy, bơm sẵn cho anh em đầy bình hơi và test áp chuẩn chỉ cho anh em để anh em về săn. Đây, luôn luôn là bơm sẵn đầy bình hơi và test áp chuẩn chỉ để anh em về đi săn luôn. Đấy, giảm thanh thì cực kỳ lên. Cái này thì em đang lắp của nó là giảm thanh Vicen Phi 48 các bác nhé. Em nào mà không thích giảm to ấy thì mình có thể đổi sang giảm game tech này hoặc Peter hàng Sài Gòn cũng rất chỉ để êm cho anh em. Đấy, còn cái cây này thì lắp theo yêu cầu của anh khách thì là lắp giảm Vicen Phi 48. Về cấu hình thì ở đây hiện tại em đang lắp đó là Quy này, Quy Tactical phiên bản Sài Gòn nhá. Em nhìn này, nhìn về phần Quy thì luôn luôn là cái nước sơn bóng cứng cho anh em. Đấy, không có sần sùi theo kiểu hàng Hà Nội nhá. Đấy, Quy Hà Nội em không làm đâu, Quy Hà Nội làm xì xọt lắm nên là cũng không làm đâu các bác nhá. Bán gấp rút cho em, bán này em có thể gấp vào này. Đấy, cực kỳ ngắn gọn. Một cây như này. Về phần cành thì đang lắp cho anh em đó là cành XM8 loại 1 zin. Thì cành của nó sẽ phiên bản là 10, cây này thì đang lắp cành là 16 inch các bác nhá. Cành 16 inch thì khi gặp cái bán này vào này, tháo đầu giảm thanh ra, anh em có thể đút vừa cốp xe lít. Em hình dung cái xe lít ấy, thì em có thể đút vừa cốp xe để mang đi săn các bác nhá. Đấy, hoặc là em có thể đút ba lô. Van là van cờ đi kết bản chuẩn công ty UBN khoang áp độ. Van này thì bên em đã làm lại và xử lý buồng áp các kiểu cho anh em. Quy cũng vậy, là tháo ra xử lý cho anh em bác.
lò xo lắp lò xo zin thử bên em, cực kỳ là khỏe luôn. Đấy, này, anh em nhìn này, thấy chưa? Riêng cái tăng chỉnh búa phải để cho anh em mức đầu để anh em chơi. Đấy, chơi một thời gian thì lò xo có yếu thì anh em phải tăng lò xo lên. Bình là bình carbon Parac, bình 0.42 nhá. Anh em nào muốn lắp bình 0.5 thì báo shop shop sẽ lắp bình 0.5 cho anh em. Đấy, giảm âm Vsen phi 48 rồi. Kính là kính ngắm Bera TMD tâm số, hàng chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. Tâm hai số cho kính, có dấu chấm ở giữa cho anh em chơi. Dòng kính loại 1, chơi cực kỳ là phê không nhá. Đấy, khi mà anh em chỉnh thì mình kéo lên một chút và chỉnh, xong rồi mình đợi ấn xuống là ok. Zoom thì anh em để mức zoom tùy theo mắt của mình. Đấy, độ chỉnh cận viễn cho anh em. Cực kỳ ok luôn, đối với dòng kính này, tâm kính của nó thì đủ để anh em chơi. Đấy, em nào mà lần đầu chơi kính này thì cũng cực kỳ là ok luôn. Đấy, 9.500.000 một khẩu như này. Đã bao gồm công lắp ráp cho anh em. Đấy, tặng kèm anh em một cân đạn chỉ và một chiếc bơm to nào to còn to. Thì đạn anh em có thể lấy kẹo lấm chì hoặc xà lung tùy. Đây kẹo xà lung nhá. Thì anh khách này yêu cầu chơi kẹo xà lung thì em có thể có lắp là chơi test kẹo xà lung cho anh khách này. Đấy. Băng 11 viên cho anh em để anh em đi săn. Epic thì bao giờ cũng vậy. Thì sẽ đi kèm cho anh em đó là một băng đạn này và băng đạn đi kèm đấy để cho anh em chơi, và tặng kèm cho anh em đó là một cân đạn và một chiếc bơm khoảng một to khoảng to. Đấy, anh em nào muốn lấy thêm đạn hay như nào thì báo shop, shop sẽ đóng hàng kèm theo cho anh em bác. Đấy, còn bao gồm đầy đủ phụ kiện như thế này là 9.500.000. Em nào có nhu cầu muốn chơi muốn mua thì liên hệ trực tiếp cho em qua số điện thoại em để trên biển đây để mua bán các bác nhé. Còn video ngắn ngày hôm nay thì em cũng xin phép em bác kết thúc đây. Xin chào và hẹn gặp lại bác ở video tiếp theo nhé.